Vâng, xin kính chào quý bà con và quý anh chị nuôi tôm. Tôi tên là Đào Hữu Quân, hiện tại Quân đang công tác và làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn OVS và phụ trách ở địa bàn Tư Văn Thiết, đến xã Tân Hải, thị xã La Ghi, tỉnh Bình Thuận. Sáng hôm nay là một buổi sáng vô cùng tuyệt vời. Quân có về một lô giống 2 triệu bốt cho farm của đại lý An Khoa ở khu vực Tân Hải, thị xã La Ghi, tỉnh Bình Thuận. Thì như anh chị đã biết, vụ trước thì farm An Khoa đã thả 80 vạn bốt tôm giống OVS và về đích thành công với size 30, size 29 và size 27 con. Đây là một điều hết sức tuyệt vời. Sau khi xe vận chuyển giống về đến farm nhà thì đã thả giống cho các cái đi giống này xuống giao nuôi để phân giống, để phân nhiệt độ, sao cho nhiệt độ trong bị giống mà cân bằng với nhiệt độ ngoài ao nuôi, sau đó chúng ta thả xuống ao. Đây là một bị giống đã cho vào khung sốt để chúng ta kiểm tra xem cái độ linh hoạt của tôm, thứ hai nữa là tôm có bám đáy không. Chú sao thấy tôm kia về như nào, chú sao chú nhìn thấy cảm quan như thế nào, chú cảm quan theo mắt của chú nhìn đấy. Dạ này, nó bám đáy hết rồi chú à. Đây là anh Bảo, Bảo đang xem tôm. Ô chào anh Bảo. Anh cho anh thì tôm giống về tới farm như thế nào anh, theo cái cách nhìn của anh á? Nhìn tổng quan á, tốt trường hợp này có điều rất là khỏe, mặc dù là mình mới còn nhiều độ một xíu thôi, nhưng quý vị có thể thấy là giống nó tỉnh và nó hoạt động rất là mạnh mẽ, chứng tỏ cái độ tiên nhiên rất là tốt. Và hồi nãy mình có phần với lại thứ hai luôn của mình đó, thì mình cảm thấy là giống nó rất là ngon mắt rồi. Dạ dạ, thì cái đó là sức khỏe của tốt. Dạ một vấn đề nữa là cái sức chống chịu, cái mùa này là cái mùa nghịch ở khu vực Tân Hải thì thành ra mình nước biển nữa, thì nên nước trà hai nước nó rất là xấu, và nên mình sẽ lựa chọn cái con giống mà có tỷ lệ sống cao này. Và nó vẫn đảm bảo được cái mục tiêu nuôi của mình là mục tiêu nuôi về lớn, là nuôi về xe ba để mình xuất đi Hà Nội. Và thêm vào đó là cái mã con giống OVS đó quý vị, thì theo cái đánh giá của vừa mình nuôi vừa rồi đây có cả 80 vạn giống OVS và nuôi về 27-30 con, cùng với là anh Bóc này, cùng với là anh Tây này, thì các anh đánh giá con giống của mình nó khi mà mình nuôi về lớn rất là sắc tố, rất đẹp. Yeah. Thứ hai là cái mã tôm rất là dài. Yeah. Thì thành ra khi mà mình bán Hà Nội á, thì nó sẽ được cái cảm quan rất là tốt và họ sẽ mua một giá rất là cao. Yeah. Thành ra cái mùa này vì sao em chọn con giống OVS em thả, thứ nhất là do tỷ lệ chống chọi với điều kiện khí hậu khắc nghiệt mùa này là mùa nghịch. Yeah. Và tỷ lệ sống nó tốt nè, cái thứ hai nữa là chống chọi với điều kiện khắc nghiệt tốt nè, và cái thứ ba nữa là nó vẫn đảm bảo mục tiêu nuôi của mình là nuôi tôm về lớn. Yeah. Và để đi bán tôm sống Hà Nội, thì đó là những yếu tố mục tiêu để mình đặt ra để mình làm cho mùa này. Yeah. Thì hiện thời mỗi hồ như thế này là em 1.000 mét vuông thì em thả là khoảng 30 vạn, và em chỉ làm hai giai đoạn thôi, từ một ao này em sang nó ra làm đôi, là mỗi ao 15 vạn là em nuôi về đó. Yeah. Thì đó là chiến thuật nuôi của em trong cái nguồn lực như thế này, mình chia nhỏ rủi ro ra nữa. Dạ dạ, gần như là mình thả trực tiếp thôi, chắc có nhiều dạ dạ, từ 250-300 con là gần như mình thả trực tiếp thôi. Dạ dạ, đó là cái làm cho em trong mùa này. Dạ đây là tuyệt vời luôn anh. Tất quân đây là một bi tôm giống OVS đã được phân nhiệt độ, thì với một con tôm tốt như thế này có giá 120 đồng, và hiện tại là công ty đang có chương trình khuyến mại với giá là 100%, thì vị trí ta chỉ có giá 60 đồng trên một con tôm tốt. Đây là một cái điều hết sức tuyệt vời mà sếp Tân Quang Huy đã hỗ trợ cho anh chị nuôi tôm trong cái giai đoạn khó khăn này, để giúp anh chị giảm được chi phí nuôi trong ở giai đoạn đầu. Với cái bịch giống như thế này, khi mà xuất tài giống thì bên công ty OBS đã kiểm tra kỹ tất cả các thông số, các cái chỉ số môi trường, cũng như là kiểm tra các cái kích cỡ tôm, lipid, và đi kiểm tra PCA ở các cái phòng kiểm tra PCA chất lượng. Nên để quý anh chị yên tâm hơn trong cái quá trình mà quý anh chị thả giống OVS. Đây là sản phẩm heo cua. Thì hiện tại thì cứ thả 10 vạn cốt thì công ty sẽ hỗ trợ cho một trái heo cua như thế này. Thì trái heo cua này sẽ giúp cho tôm của chúng ta là được khỏe hơn, can tôm được phục hồi sau một khoảng thời gian vận chuyển từ trại giống về. Thì bây giờ các anh là tiến hành đánh hết cua. Đây là sơn à. Thì trước khi chúng ta thả giống á, thì sáng sớm chúng ta đánh một gói 200 này cho 1 năm nước.
giúp công việc chúng ta khỏe hơn. Nếu quý anh chị có nhu cầu sử dụng sản phẩm của công ty OBS, sử dụng tôm giống của công ty OBS thì hãy liên hệ cho Quân qua số điện thoại 0981 872 481 để được hỗ trợ. Cuối cùng, Quân xin chúc quý anh chị thật nhiều sức khỏe và có một mùa vụ nuôi thành công. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video lần sau.